Em chuẩn bị xong rồi. Người yêu. Em. Hoa mắt luôn, không nhìn gì nữa đó. Không dám mong ước nhiều. Ước thật nhiều. Em thi quốc tế á? Chưa đâu, em chưa thi được quốc tế đâu. Em chỉ là idol mới thôi mà. Chưa được thi đâu. Không uổng. Tặng là không có uổng. Em vẫn đang chờ đấy. Em vẫn đang chờ. Chưa, em cũng chưa nhìn. Em cũng chưa được thấy ai tặng giống bao giờ á. Em chưa. Lại ngồi thẳng ư?
này lại thần thú gì đây chị? Để em có biết lối tạo dáng cho giống. Lần này là con gì để em tạo dáng cho giống? Để em tạo dáng cho nó giống con đấy. Không cười hả? Ngồi thẳng không cười. Không cười, không cười. Em mà không cười cảm giác em như kiểu bị thần kinh ý. Ngồi như là em tự nhìn mặt em cũng tự thấy buồn cười á. Không dám cười. Em đang chuẩn bị đây. Cho em cười nhá. Em tự nhìn mặt em buồn cười lắm. Không cười. Che mồm lại, không nhìn cái mồm là không cười nó đi úp. em vẫn ngồi chờ đợi. em vẫn ngồi chờ đợi. Cười sái của quay hàm luôn rồi đó chị. Nghe bài khác nữa. Em sai rồi. Em xin lỗi em đi. Đâu? Chị bảo chị đi ảo sự. Sao bảo anh vẫn
control.